Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Thì một số vườn rau mà trồng các loại cây dây leo, mà đặc điểm của vườn thì do kín, ít côn trùng nên khả năng thụ phấn cũng như đậu trái của cái dạng dây leo đó không được hiệu quả. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để tăng cái hiệu quả đậu trái cho các cái vườn kiểu như vậy. Những cái vườn bình thường thì có côn trùng nhiều thì các bạn khỏi cần làm những cái bước như sau, do côn trùng thì nó có thể giúp cho cây thụ phấn được rồi. Thì trong một cái cây á, nó sẽ có hai loại hoa. Như các bạn thấy, đây chính là cái hoa đực. Đây là mình đang quay cây bầu nha các bạn. Đây là cái hoa đực. Hoa đực á, thì thường cái phần bầu nhị này nó sẽ không có, nó chỉ có như vậy thôi. Còn hoa cái á, thì rất là dễ phân biệt. Đây chính là hoa cái. Hoa cái thì các bạn thấy nó như là cái hình của nó, chú cái bầu này thì nó giống như là cái trái của mình. Thì sau khi mà nó được thụ phấn á, thì cái này nó sẽ phát triển dần thành cái trái. Đây là một cái hoa đực. Thì cái cách mà để tăng hiệu quả thì các bạn bẻ cái hoa đực. Trong cái hoa đực thì nó sẽ có cái hạt phấn ở trong đây. Mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem. Đây là các hạt phấn của cái hoa đực. Thì ở trong cái bầu nhị này á, các bạn vào cái buổi sáng sớm á, các bạn hãy bẻ cái hoa đực, sau đó các bạn tách hoa cái ra, tách một nhánh hoa ra, sau đó các bạn sẽ chấm vào, tha đều cho hết cái này, lấy hai cái bông hoa chấm vào nha các bạn. Hoa đực và hoa cái chấm vào nhau. Những cái bông hoa đực còn hữu hiệu á, thì là nó những cái cánh hoa nó chưa có tàn. Những cánh hoa thì nó còn tươi như vậy. Thì cái ở trong này á, cái hạt phấn của nó còn hữu hiệu thì có thể giúp cho cái hành động là thụ phấn của mình nó đạt hiệu quả. Đây. Đây các bạn. Các bạn thấy hạt phấn không? Còn khá là nhiều. Thì các bạn cứ chấm vào như thế này. Thì một cái bông hoa này mình có thể thụ phấn được cho nhiều cái bông hoa cái khác nhau. Cứ chấm vào như thế này, lần lượt từng bông một. Thì đó là cái cách mà thủ công nhất để tăng hiệu quả đậu trái cho các vườn mà không có có hoa đực và hoa cái, nhưng mà không có côn trùng. Thì một số loại cây mà có thể áp dụng cái biện pháp này, như là ở đây thì mình đang sử dụng như là cây bầu. Thì còn một vài loại cây khác như là dưa leo nè. Tiếp theo là cây mướp, khổ qua. Nhưng mà thường cây khổ qua thì nó dễ thụ phấn hơn là những cái loại cây như vậy. Thì đây là một cái trái mà sau khi mình đã được mình thụ phấn. Đây một trái và trên kia có một trái nữa. Các bạn có thấy rõ cái trái nào? Thì cái trái này là mình đã thụ phấn nó được khoảng một tuần rồi. Thì bây giờ nó đã có kết quả. Đây là một cái quả nữa. Trên kia thì có một cái quả, nhưng mà do cái vườn này của mình thì có côn trùng nên mình không có thụ phấn nhiều. Cái quả trên kia thì do là côn trùng thụ phấn, nhưng mà chắc do thụ phấn không đều. Có một khi mà thụ phấn có một cái hiện tượng là thụ phấn sẽ không đều. Thì thường thụ phấn không đều thì cái trái của mình nó sẽ bị mốp méo, cái hình dạng của nó không có no tròn.
thì những trái như vậy thì các bạn cứ mạnh dạn cắt bỏ thôi. Đây, ở trên đây thì có một cái trái mình đã thụ phấn thành công rồi, các bạn thấy không? Cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo.